Nói chứ thấy cái đường lên thú vị hơn là cái này á. Vậy thôi à. Nước ở dưới đây là xanh tự nhiên nha. Do cái chất gì đó trong cái mỏ đó, nó chảy ra nên có cái màu đó. Chụp hình thỏ thăng á anh. Chụp hình thỏ thăng á anh. Hiện tại Trương cùng với những người bạn của mình chuẩn bị lên con xe này để chạy bo. À không, lên con xe này để đi lên tuyệt tình. Chạy bo nha mấy bạn. Lên con xe để lên tuyệt tình cốc. Thì đây là một trong những cái điểm check-in của những cái bạn trẻ. Cũng là một những cái điểm nổi tiếng mà giờ chúng ta có thể lên đó sống ảo tại Đà Lạt nha các bạn. Tướng, em cầm. Tới đi em quay nè, em đang quay nè. Em đang quay, em dịch chân anh. Rồi, bước trong lên đây nè. Được rồi. Không được. Bây giờ chúng ta được. Lên chiếc xe. Nghe, nhỏ này phải không đó, giống như xe đi tị nạn vậy các bạn. Em mắm nè. Mình đang chạy bo nha mấy bạn ơi. Chạy bo nha. Một cuối rồi. Lên lại chảnh lấy top luôn. Chuyến này lấy top 1 nha. Ôi. Ui. Sao được? Trời ơi. Chống mà có hát. Cái cao mà chống rung sao không có được. Diễn ta... ơi. Hả? Thử thai rồi. Anh không anh? Quá đã. Đã không? Vô mốt. Em hả? Sắp nôn ra hết rồi. Nhưng mà tay không mất tay hết rồi. Bạn ơi, đường đi khá là dài, khá là xa. Đây nhìn cái xe nè trời. Xe cỡ này mới đi nổi nha. Đây là một cái địa điểm check-in nổi tiếng của Đà Lạt nha các bạn. Là có mấy con nhỏ mà nó lên nó chụp hình nó thỏ thăng đó đúng không? Vậy thôi đó hả? Nước đó nước gì vậy? Xanh vậy đó. Ai muốn chụp qua đó chụp đi. Đây có một cống hả? Rồi có một cái mảng xanh. Các bạn có thể nhìn thấy đây là khu vực tuyệt tình cốc. Nghe nói thì ngày trước thì đây là một cái mỏ khoáng sản, nhưng mà do là không có khai thác được nữa nên người ta bỏ hoang nó luôn. Đây, nước ở dưới đây là xanh tự nhiên nha. Do cái chất gì đó trong cái mỏ đó, nó chảy ra nên có cái màu đó. Cái này nhảy xuống tắm được không? Buốt nha, buốt. Tắm được. Theo nước đây sao? Nói chứ thấy cái đường lên thú vị hơn là cái này á. Vậy thôi. Tại nhà mấy nhỏ kia chụp hình thỏ thăng á anh. Xong chỗ này hot luôn. Đứng vậy mới thấy cái cốc chứ. Cái cốc đâu anh? Đi qua đây thử coi mà. Đẹp luôn nè. Qua đây nào, qua đây chụp đẹp lắm. Bên này đẹp lắm nha. Bên này đẹp lắm. Trương đang đứng ở trên một cái mỏm đá khá là treo leo các bạn ơi. Nói chung là cũng khá là nguy hiểm nha. Chỗ đó là cái chỗ check-in của mấy bạn là hay xuống dưới đó đó, đứng ở dưới đó đó, giơ tay lên nè, giang tay lên. Rồi, đây. Đó, đứng dưới đó đó, giang tay lên. Chỉ, chụp. Hai. Thằng nào á? Ủa? Trời ơi trời. Đó. Bây giờ Trương sẽ thử thách mình. Ui xuống cái mỏm đá này các bạn. Đây. Đây cái mỏm đá. Ui. Trời ơi trời. Đi chưa? Coi kìa. Khỏi lên bờ. Kéo anh vô.
Cái vách núi này rất là cao nha các bạn. Chắc không biết nhiều mét nữa, không thể nào đón được, cao lắm. Khu này là đá, này là cái mỏm núi người ta đào dưới này, là trước đó người ta đã đào. Đã đào này. Đây là cái hồ giống như vậy nè. Mình phải đi xuống thôi. Nguy hiểm các bạn ơi. Chờ cục đá kìa. Tưởng gớt rồi đó. Đi xuống đường này mà phải không? Ui. Ui. Đã xong cái tiệc tình cốc. Bây giờ ta phải ra xe và đi lại con đường. Lúc này. Ui. Bây giờ thì xuống thì đường nó cũng khó đi giống vậy luôn đó các bạn. Thôi bây giờ Trương sẽ quay một đoạn đi xuống cho các bạn coi cái cảm giác coi nó có khác gì so với lúc đi lên ha. E đang đi xuống nha các bạn. Đi lên bơi. Đi xuống không phải thoải mái lên. Đi xuống mà. Xuống gì? Ủa là sao? Em không hiểu rồi. Đi xuống. Ý là ở dưới cái nhà thì tình cốc là dưới hả? Ý là dưới đi lên. À là mình đang ở dưới đi lên phải không? Đã lên tới đỉnh rồi, bây giờ mình xuống dưới. Giờ đi xuống dưới lại hả? Đó. Rồi hết biết gì luôn rồi đó. Rồi. Còn có 6 người thôi, gán lên. Giờ phải qua suối. Dạ. Cho nó tắt máy chạy. Xuống nước luôn các bạn ơi. Xuống luôn. Hết mạnh mạnh vô mà. Hết vô cho nó sức xuống. Tại thì Trương cũng đang có mặt tại một khu vực của thuộc nhánh Hồ Tuyền Lâm luôn các bạn. Hình như là vậy á. Thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy phía xa nè, có rất là nhiều những cái lều, những cái trại để mà mình ngồi ăn ha. Thì mình ăn, nghe đâu là ăn món gì là sẽ lên đây gọi ở trong này á, người ta nuôi vườn hay sao chúng ta. Ủa trên này là mình ăn gì là kiểu đó mà phải không? Không, ở đây là có cơm lam nè. Cơm lam rồi gà nai treo rồi heo rừng. Vậy là phải lên, phải nói mọi người lên chọn chứ không? Chứ giờ đâu. Đúng rồi, thì anh với cho con mày mọn ở đây con. Có cơm lam. Khỏe chưa? Khỏe. Chuẩn bị. Đây mát các bạn ơi. Mát mẻ, khí hậu rất là tuyệt vời. Ở trên đó có gà, cơm lam với lại cái gì đó, với lại nai chiên xào gì đó không biết nữa. Cho nên phải đại diện một người lên trển kêu luôn mới được. Là chọn món là chị đó làm luôn đó. Mọi người có muốn ăn thịt nai không? Trong này 3G yếu xìu rồi con. Chú không vô được luôn á. Khá là mát mẻ các bạn. Ở đây gần như là dân chơi off-road cũng đều biết khu này. Bán tải. Trên tay Trương là tấm vé đi vào cổng nha các bạn. Rồi cảm ơn anh. Xin chào mọi người, Trương đang có mặt tại đường hầm điêu khắc. Chụp đây, chụp đi.
đường hầm điêu nè. Ờ, chụp cậu đi nè. Chụp đây nè, ngay cổng nè. À, hiện tại Trường cùng với những người bạn của mình đang tiến vào bên trong đường hầm điêu khắc. Thì các bạn có thể nhìn thấy nè, đây là tất cả mọi cái này là đều được làm từ đất sét nha các bạn. Đó, tất cả làm sét luôn. Ở đây làm bằng đất sét không á mà? Không không. Rất là hùng và vĩ vĩ. Là một hình tượng của chú khỉ. Bịnh cái miệng lại nha. Là không nói. Rồi chú khỉ này là bịnh lỗ tai. Là không nghe. Không nói, không nghe. Và bịnh cái đầu là không suy nghĩ hả? Chắc vậy các bạn. Dễ thương. Và trên này chúng ta có thể thấy là nguyên một bầy khỉ. Wow wow wow. À, ở đây là được làm ở đất sét nha. Hello. Đụng một xíu mà cũng được. Lan bia. À, Trương sẽ nói thêm là trong cái đường hầm đất sét này á thì ở đây thì gần như là tái hiện lại rất là nhiều những cái câu chuyện. À, đúng rồi, tái hiện rất là nhiều cái câu chuyện. Đây là cái câu chuyện cái gì nè, núi vàng núi bạc nè, có mấy chú khỉ nè các bạn, được tái hiện rất là nhiều ha. Tái hiện rất là nhiều. Trên này là rừng xanh voi, cột cờ Lang Biang, tái hiện cái đỉnh. Đây không phải Lang Biang nha các bạn, đây chỉ là tái hiện lại thôi. Lang Biang câu chuyện này là gì cháu? Chú voi con hả? Không, cái này, giống này chú voi con ở Bản Đôn á, này tái hiện toàn những cái câu chuyện của Việt Nam không à? Chắc vậy á. Đúng rồi, này là phong cách nhà cũ nè. Các bạn có thể nhìn thấy là phía bên trên kia là có cầu thang đi lên nha các bạn. Phía trên mình đi lên thì sẽ thấy lên trên đó đứng trên đó chụp được luôn. Hiện tại thì Trương đang ở khu ở dưới cùng. Bây giờ sẽ tìm đường đi lên trên. Rồi, nguyên một cái buồng chuối to đùng. Tan tan. Đây là câu chuyện rùa và rắn à, một thác nước. Con cái tắc kè. Tắc kè. Có rất là nhiều. Nhiều chú rùa. Đẹp quá. À, trước mặt Trương đang có nguyên một cái con này con ruồi đúng không ta? Đây, ruồi bự chà bá. Cặp cặp. Thấy cho tình mình nụ hôn nồng say. Rồi, còn khu này thì giống như là gì ta, là chiến tích. Giữ đường gì không? Rồi, các bạn có thể nhìn thấy nha, khu này cũng rất là đẹp, có một cái hồ rất là to. Đây là nguyên của chiếc máy bay phản lực. Đây, nguyên một chiếc xe mô tô kinh khủng luôn, chập bá lửa. Và đây nữa, nãy giờ đây không biết. À, giống lò luyện đơn. Quay. Chiếc điện thoại, bàn, cặp ngựa. Rất là đẹp nha các bạn. Ủa bạn mua bạn ăn mình bạn gì hả?
Tại vì mình đã hỏi rồi mọi người không chịu ăn nha. Mới nói nhưng mà tiền này tiền cá nhân hay là tiền tiền cá nhân hay tiền tập thể? Má tiền tập thể. Không, anh Diễn mới là tiền cá nhân. Ta hỏi ăn không có chịu. Thiệt á. Mấy người ơi, ghê luôn, mới lấy cây dù. Hồi nãy kêu lấy giùm cây dù, rồi tao thấy nghi rồi. Thanh ơi, bị vậy lâu chưa? Đừng đi gặn bằng nha. Hai người sáp vô là chết luôn đó. Ờ, thấy ghê luôn. Mang đôi, đây nè, cũng năm tắc nè. Lùng hơn luôn. Đây là một chiếc đồng hồ to. Đi dạo thôi. Nó rối quá. Chỉ đẹp nhìn bằng mắt thôi chứ nhiều khi dập nhiều góc xấu lắm. Một cái chùa. Chùa này chùa gì vậy? Cho tao cái tên đi. Chùa chuông. Chùa chuông, à tại vì nó có cái chuông bự vậy. Mỹ Trúc Lâm. Thấy rồi. Nguyên một cây đàn to đùng luôn các bạn. Có mấy cái nốt nhạc. Không, lấy chủ ý là cái đàn thôi, cho nên mọi người tặng cái đàn. Chất quá anh ơi. Quá đẹp. Còn đây là một cái pháo đài các bạn. Pháo đài phòng thủ. Rồng rêu không à. À, trên này tôi sẽ đi cho các bạn coi một vòng ha. Sau thì chúng ta có thể bao quát hết cái khu vực này. Đó. Cây đàn to. Cổng thành. Rồi. Ở đây là một cái bức tranh giống như một cái bức phù điêu. Một bức phù điêu rất đẹp. Còn đây là nguyên một cái ca khúc được hát lên luôn. Ôi, giờ mới phát hiện đây là cây kèn nè các bạn. Đó, cây kèn nha. Trước mặt mình là một cái nhà thờ. Đúng rồi. Và một cái đường gây một đoàn đầu xe lửa. Nói chung ở đây đi từ từ. Có rất là nhiều bạn trẻ tới đây để chụp hình check in với những cái điện, với những cái biểu tượng, những hình tượng. Đứng gì đây gì hơn sang phải. Ui, nguyên cái máy nghe nhạc to đùng phía sau. Đoàn tàu xe lửa. Giờ đi ra ngoài lại luôn hết á. Phía sau này không biết là ông nào luôn. Ê, có hai cái mặt kìa. Các bạn có thể nhìn thấy cái khu vườn này ha. Đây là một cái chậu hoa. Đây. Đây là hồ vô cực đúng không mọi người? Mục đích cuối cùng là tới đây nè phải không? Đúng rồi, mục đích cuối cùng là hai anh chị đó. Đẹp quá. Nơi tình yêu bắt đầu. Đây, nơi tình yêu bắt đầu. Có điện dưới không? Có điện dưới tấm luôn. Hay là bữa dành xếp hàng vậy đó, dành chụp. Đợi anh tí vắng vắng. Đợi anh tí vắng vắng mình xuống mình tắm hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Tắm được không ta? Không phải có đứa diễn với em. Diễn gì? Hai bà đứng xếp hàng mà dành chỗ. Bên đó đẹp quá kìa. Sau lưng.
cây máy này kìa, cũng dưỡng với bả kìa. Ba người cũng dưỡng. Đây đẹp quá à. Mỗi tay hai người con trai á, hôm bữa là hai người đàn bà đó bình thường rồi. Quánh lộn gì? Hồ này rất là đẹp nha các bạn. Mình hồ này cho mọi người là nhúng chân được dưới nước luôn. Chụp sao mà cảm thấy đẹp nhất là được. Ủa sao ai ở đây ai gọi nó là hồ vô cực vậy? Mọi người đặt hả? Không thấy bản tên không? Thấy nơi tình yêu bắt đầu à? Nước trắng, nước trong. Nói chung mà diễn sao mà ngậm cái gì vậy Tấn? Tấn. Tấn. Tấn ơi Tấn. Vui mà mày làm quá vậy nè. Mày đừng có hình sự coi. Cười cái coi. Không không mày quay xuống đôi dép nữa. Trời ơi trời coi nè. Coi không được rồi đó. Từ Nam ra Bắc. Đó. Biết luôn á. Sao biết trời. Theo dõi anh diễn, hâm mộ anh diễn mà. Hâm mộ luôn cái cọng lông nách của anh gì. Bán giày á. Thôi bỏ luôn. Người ta bán giày, người ta mang giày này giày kia cho người ta thấy. Người ta mua cứ mang đôi dép hoài vậy. Xuống một vòng nha. Coi ở dưới điện thoại này nhúng nước được mà không sao. Ten ten ten. Hơi khó đi tí nha bạn. Phía sau chương là hai cái đầu nổi tiếng ở đây luôn nè. Bây giờ chụp hình là phải xếp hàng luôn, rất là cực luôn các bạn. Có vẻ như đây là đẹp nhất trong khu này luôn á ha. Mày chụp cỡ ghi hình á là được rồi. Ơi. Rồi đứng gì đây? Đứng gì đi? Đứng giống xác chết á. Đây nó không có góc này. Thôi đi ra ngoài sợ té quá. Đi ra ngoài thôi. Nguy hiểm. Té ướt mình. Hai đứa y chang đi chụp hình cưới luôn trời. Chụp hình lấy liền. Sau một hồi lượn lờ và tìm ra được cái hồ vô cực ở sau lưng mình thì bây giờ mình phải ra xe và tiếp tục hành trình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo với những hành trình độc lạ hơn nha mấy bạn. Bye bye.